Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi thứ 3 ngày 23 tháng 5 năm 2023 của 12 con giáp để đón may mắn cát lành cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày 23 tháng 5 năm 2023, ngày Tân Tỵ, trực kiến tốt với xuất hành giá thú nhưng tránh động thổ. Tuổi xung ngày Ất Hợi, Kỷ Hợi, Ất Tỵ. Tuổi hợp trong ngày, ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cục. Giờ hoàng đạo, giờ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ, hướng tốt xuất hành, hướng tây nam. Xem tử vi hàng ngày, dự báo 5 tuổi đón cơ hội phát tài phát lộc trong ngày thứ ba này sẽ là tuổi sửu, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi thân và tuổi dậu. Để biết vận trình của bạn hung cát ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 23 tháng 5 năm 2023 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý. Thực thần là cát tinh hỗ trợ rất nhiều cho các kế hoạch tài chính của người tuổi Tý trong ngày hôm nay. Đặc biệt, người làm ăn kinh doanh được dự báo sẽ kiếm được bộn tiền nhờ sự nhanh nhạy nắm bắt thị trường, đơn hàng về ồ ạt. Về phương diện công việc, Tý cũng thể hiện tinh thần hăng say và có trách nhiệm của mình. Bạn tự tìm thấy được niềm vui trong công việc và không ngừng cố gắng hết mình. Tuy nhiên, quá tham công tiếc việc cũng khiến cho con giáp này dễ mệt mỏi, suy nhược tinh thần, nhất là trong ngày thủy hỏa xung khắc như ngày hôm nay có thể khiến thể chất bị ảnh hưởng không nhỏ. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, kế hoạch tài chính dễ gặp may, kinh doanh dễ kiếm được bộn tiền. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, đơn hàng ồ ạt, có một ngày làm việc không nghỉ ngơi. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, thể hiện tinh thần hăng say và có trách nhiệm trong công việc. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, tự tìm thấy niềm vui trong công việc và không ngừng cố gắng. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, dễ mệt mỏi, suy nhược tinh thần do quá tham công tiếc việc. Con số may mắn 6, 2, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, đen, quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu. Tử vi tuổi sửu, tam hợp cục nâng đỡ vận trình ngày mới của tuổi sửu. Đây sẽ là một ngày con giáp này dễ gặp được quý nhân. Thông qua sự hỗ trợ của đối phương, bạn càng thêm mạnh dạn triển khai các kế hoạch công việc. Tài vận hôm nay của tuổi này cũng đang trên đà vượng phát, bản mệnh nhận được tín hiệu đáng mừng về chuyện tiền bạc, thu nhập trong ngày rất ổn và còn có thể tăng tiến hơn nữa. Đây chính là thành quả mà bạn xứng đáng nhận được sau khi dồn nhiều công sức cho công việc. Chẳng những vậy, chuyện tình cảm cũng khá tốt. Nhờ hỏa sinh thổ, các bạn độc thân có thể tìm được người bạn tâm giao tri kỷ. Tình yêu của các cặp đôi cũng được như ý, bạn đang có được một người bạn đời tuyệt vời. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, dễ gặp được quý nhân, thêm mạnh dạn triển khai các kế hoạch công việc. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, mọi việc đều diễn ra một cách sôi nổi, ổn thỏa, vận trình hanh thông. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, tài vận trên đà vượng phát, nhận được tín hiệu đáng mừng về chuyện tiền bạc. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, thu nhập trong ngày rất ổn và có thể tăng tiến hơn nữa. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, người độc thân có thể tìm được người bạn tâm giao tri kỷ. Con số may mắn 0, 5, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, vàng, quý nhân phù trợ, Tỵ, Dậu, Tý. Tử vi tuổi Dần, trong ngày bị cục diện tương hại cản trở, người tuổi Dần thiếu động lực nghiêm trọng với công việc ở thời điểm này. Hiệu suất cũng khó được đảm bảo, bạn đang cảm thấy chán nản vì công việc khó khăn dồn dập. Vận trình tài lộc có dấu hiệu chững lại, không giảm nhưng cũng không tăng đồng nào. Tiền bạc không nhiều nên bạn cần thiết phải tiết kiệm chặt chẽ hơn. Có thể sắp tới bạn sẽ có việc phải sử dụng đến nhiều tiền, nên để ra một khoản phòng trừ những lúc khó khăn, tránh phải đi vay mượn. Ngày này dù có mộc sinh hỏa nhưng do là mối quan hệ sinh suốt nên tình yêu đôi lứa có sự xa cách. Có thể do bạn đang dành quá nhiều thời gian cho công việc mà sao nhãng chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, thiếu động lực với công việc, hiệu suất công việc khó được đảm bảo. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, phải đối mặt với những đồng nghiệp khó tính, không mấy thân thiện. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, vận trình tài lộc có dấu hiệu chững lại, cần phải tiết kiệm chặt chẽ hơn. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, nên để ra một khoản tiền để phòng trừ những lúc khó khăn. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, tình yêu đôi lứa có sự xa cách do sao nhãng chuyện tình cảm. Con số may mắn 7, 2, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam, quý nhân phù trợ, ngọ, hợi, tuất.
Tử vi tuổi Mão, thiên tài xuất hiện, dự báo vận trình hôm nay của tuổi Mão vượng phát, bản mệnh nhận được tín hiệu đáng mừng về chuyện tiền bạc, một vài sự thay đổi bất ngờ mang đến nhiều cơ hội tốt đẹp. Vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng dấn thân vào những thử thách mới, lợi nhuận sẽ rất khả quan. Phương diện sự nghiệp cũng có dấu hiệu khởi sắc, nếu bạn sớm thay đổi thói quen làm việc theo cảm tính, thích mới làm, không thích sẽ không quan tâm của mình, thì những thành quả tốt đẹp như vậy sẽ còn đến sớm hơn nữa. Đối với chuyện tình cảm, mối quan hệ của bạn khá ngọt ngào và đủ sự quan tâm, chia sẻ. Dù không phải lúc nào cũng thể hiện ra sự lãng mạn, nhưng cảm giác tin tưởng giúp bạn cảm thấy an toàn và được yêu thương. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, vận trình vượng phát, nhận được tín hiệu đáng mừng về chuyện tiền bạc. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, một vài sự thay đổi bất ngờ mang đến nhiều cơ hội tốt đẹp. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng dấn thân vào những thử thách mới. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, nên sớm thay đổi thói quen làm việc theo cảm tính, tùy hứng. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, mối quan hệ đôi lứa khá ngọt ngào và đủ sự quan tâm, chia sẻ. Con số may mắn 7, 0, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ Hợi, Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Thìn, hôm nay người tuổi Thìn nhờ được chính ấn nâng đỡ nên công danh sự nghiệp có nhiều khởi sắc. Đây là thời điểm nước rút của rất nhiều kế hoạch. Bạn có sẵn sự chuẩn bị nên rất tự tin mọi việc sẽ diễn ra đúng như dự liệu của bản thân. Công việc thuận lợi, giúp tài chính cũng được đảm bảo. Thu nhập từ công việc chính mang tới cho bạn sự yên tâm rất lớn. Nếu vẫn muốn mở rộng thu nhập, bạn có thể tìm thêm các công việc tay trái phù hợp với khả năng của bản thân. Hỏa thổ tương sinh, mở ra nhiều mối nhân duyên tốt đẹp. Điều này không chỉ có lợi cho bạn trong việc mở rộng các mối hợp tác làm ăn, tìm kiếm đối tác, mà còn có thể dẫn lối để người độc thân sớm tìm được một nửa phù hợp. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, công danh sự nghiệp có nhiều khởi sắc, có thể đạt được điều mình muốn. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, các kế hoạch tới giai đoạn nước rút, tự tin mọi việc sẽ diễn ra như dự liệu. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, công việc thuận lợi, giúp tài chính cũng được đảm bảo, thu nhập ổn định. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, tiền tài rủng rỉnh cũng giúp cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, có thể mở rộng các mối hợp tác làm ăn, tìm kiếm đối tác. Con số may mắn 1, 3, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ Dậu, Tý, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, xem tử vi ngày, tuổi Tỵ có thể sẽ được giao nhiều trọng trách quan trọng trong ngày có chính quan tương trợ như hôm nay. Đây sẽ là một ngày thực sự bận rộn trong công việc đối với bạn. Về tài lộc, dù tiền bạc trong ngày không phải đổ về túi ồ ạt, nhưng bạn vẫn đang có những khoản thu đều đặn nên có thể thoải mái chi tiêu. Hơn nữa, công việc đang tiến triển tốt đẹp như này, chẳng mấy chốc thu nhập sẽ tốt lên, cần kiên nhẫn chờ đợi. Tuy nhiên, chuyện tình cảm lại hơi ảm đạm vì bạn bận rộn với công việc mà lơ là với một nửa của mình, thậm chí có lúc còn nổi nóng, bức xúc, vô cớ với người ta do hỏa khí quá vượng. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, công việc bận rộn, được giao nhiều trọng trách quan trọng. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, được cấp trên đánh giá cao, hãy cố gắng nắm chắc cơ hội. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, vẫn đang có những khoản thu đều đặn nên có thể thoải mái chi tiêu. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, tình cảm ảm đạm do đôi lứa thiếu thời gian dành cho nhau. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, trở nên nổi nóng, bức xúc vô cớ với nửa kia mà không có nguyên do. Con số may mắn 2, 8, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ Sửu, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, ngày được tam hội che chở, người tuổi Ngọ có thể đạt được những bước tiến đáng kể trong công việc hiện tại. Với một quá trình nỗ lực bền bỉ, hôm nay là ngày bạn gặt hái được thành công đúng như mong đợi. Chẳng những công việc, đường tài lộc của Ngọ cũng không có gì phải lo lắng. Cát khí hậu thuẫn, con giáp này biết cách kiếm tiền, các hạng mục đầu tư thực sự chất lượng, mang tới nguồn thu nhập đáng kể. Ngày hỏa khí vượng, chuyện tình cảm của con giáp này không mấy tốt đẹp, điềm báo đôi lứa có nguy cơ cãi vã. Để hạn chế rạn nứt, tốt nhất bạn không nên gay gắt quá khi tranh luận. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, đạt được những bước tiến đáng kể trong công việc hiện tại. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, gặt hái được thành công đúng như mong đợi nhờ nỗ lực bền bỉ. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, có thể thoải mái phát huy những gì mình có để hoàn thành kế hoạch đề ra. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, biết cách kiếm tiền, các hạng mục đầu tư thực sự chất lượng. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, tình cảm không mấy tốt đẹp, đôi lứa dễ cãi vã. Con số may mắn 8, 0, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường hồng, tím, quý nhân phù trợ Tuất, Dần, Mùi. Tử vi tuổi Mùi,
có thiên ấn che chở, tuổi Mùi có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp ngày hôm nay. Bản mệnh biết cách vận dụng những kinh nghiệm sau nhiều lần vấp ngã. Bản mệnh có thể vượt qua trở ngại và trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn. Tài lộc trong ngày không quá dồi dào, nhưng bạn vẫn có thể thoải mái chi tiêu, trang trải cuộc sống mà không phải lo lắng chuyện tiền bạc quá nhiều. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định. Ngày hỏa sinh thổ, vận trình tình cảm khá ngọt ngào giúp các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi, vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa. Bản mệnh nên tranh thủ thời gian này để hâm nóng tình cảm lứa đôi. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy biết cách vận dụng những kinh nghiệm sau nhiều lần va vấp. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, tài lộc không quá dồi dào nhưng vẫn có thể thoải mái chi tiêu. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, tình cảm ngọt ngào, các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi. Con số may mắn 6, 7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ Ngọ, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Thân, được lục hợp tương trợ, đường công danh sự nghiệp của tuổi Thân khá rộng mở, những tín hiệu tích cực giúp bạn thêm tin tưởng hơn vào bản thân và luôn ở trong thế sẵn sàng nắm bắt cơ hội. Ngày hôm nay điềm báo còn cho thấy tiền bạc đang ùn ùn đổ về nhà con giáp này. Cuối cùng thì những nỗ lực trong suốt thời gian qua đã đem tới cho bạn thành quả xứng đáng. Chẳng những vậy, mối quan hệ giữa người tuổi này và nửa kia rất hòa hợp bởi hai người luôn chia sẻ mọi suy nghĩ và dự định trong lòng với nhau. Nhờ có sự thấu hiểu, giữa cả hai hạn chế được rất nhiều hiểu lầm. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, đường công danh sự nghiệp khá rộng mở, có nhiều tín hiệu tích cực. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, thêm tin tưởng hơn bản thân, luôn ở trong tâm thế sẵn sàng nắm bắt cơ hội. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, tiền bạc đang ùn ùn đổ về túi, nhiều may mắn ập tới bất ngờ. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, những nỗ lực của bạn đã đem tới cho bạn thành quả xứng đáng. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, đôi lứa nhờ có sự thấu hiểu nên hạn chế được rất nhiều hiểu lầm. Con số may mắn 6, 8, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường bạc, ánh kim, quý nhân phù trợ Thìn, Tý, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, hôm nay được coi là một ngày vượng cát khí đối với người tuổi Dậu, nhờ có tam hợp cục nâng đỡ, được quý nhân trợ giúp, con giáp này có thể nhanh chóng tìm thấy được cách giải quyết cho những vấn đề tồn đọng và vượt qua được những khó khăn trở ngại trong công việc. Cũng nhờ cát tinh soi đường chỉ lối nên bản mệnh có thể còn tiết kiệm được nhiều tiền bạc, tài lộc ào ào đổ về nhà. Với nguồn thu nhập ổn định này, bạn hoàn toàn có thể yên tâm làm việc và phát triển sự nghiệp. Kim hỏa xung khắc khuyên tuổi Dậu cần phải trở nên mềm mỏng, nhẹ nhàng hơn khi đối mặt với những xung đột bất đồng với nửa kia. Tình cảm có thể chuyển biến xấu đi nếu bạn cứ khăng khăng làm mọi chuyện theo ý của mình. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, nhanh chóng tìm thấy được cách giải quyết cho những vấn đề còn tồn đọng. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, tự tin hơn khi vượt qua được những khó khăn trở ngại trong công việc. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, có thể kiếm được nhiều tiền bạc, tài lộc ào ào đổ về nhà. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, có thể yên tâm làm việc và phát triển sự nghiệp nhờ thu nhập ổn định. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, cần phải mềm mỏng, nhẹ nhàng hơn khi xảy ra bất đồng với nửa kia. Con số may mắn 1, 5, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường trắng, xám, quý nhân phù trợ Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, chính ấn sẽ giúp người tuổi Tuất có thể giành được lợi thế trong cạnh tranh công việc ngày hôm nay. Dù có cùng điểm xuất phát với đối thủ, nhưng bạn sẽ được may mắn hỗ trợ, tạo ra sự khác biệt mang tính chất quyết định và cứ thế vượt lên trên. Để tài chính được dư giả, bạn nên chú ý hơn đến việc quản lý. Dù làm gì cũng cần có kế hoạch, đặc biệt là đầu tư hay tích lũy thì càng cần có kế hoạch cụ thể rõ ràng. Mọi quyết định của bạn trong thời điểm hiện tại đều có ảnh hưởng tới tương lai về sau. Chuyện tình cảm thêm phần tươi sáng nhờ ngũ hành tương sinh. Thời gian này, người có đôi có cặp có thể sẽ đưa ra những quyết định quan trọng thay đổi mối quan hệ của mình. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, có thể giành được lợi thế trong cạnh tranh công việc vào ngày hôm nay. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, tạo ra sự khác biệt mang tính chất quyết định để dễ dàng vượt qua đối thủ. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, để tài chính được dư giả nên chú ý hơn tới việc quản lý. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, đầu tư hay tích lũy thì càng cần có kế hoạch cụ thể rõ ràng. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, đôi lứa có thể đưa ra quyết định quan trọng thay đổi mối quan hệ. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường nâu, cà phê, quý nhân phù trợ Ngọ, Mão, Dần. Tử vi tuổi Hợi,
Tỵ Hợi tương xung, người tuổi Hợi dễ gặp bất lợi do thị phi bủa vây, điềm báo tiểu nhân vận tăng cao, có kẻ chỉ trực chờ nói xấu sau lưng bạn, gây ra bất lợi trong công việc. Chẳng những vậy, kế hoạch tiền bạc của tuổi Hợi lúc này cũng có thể đi sai hướng, chỉ vì bản mệnh quá chủ quan, thiếu đi những phương án dự phòng. Dự báo có nhiều vấn đề nảy sinh, bản mệnh chưa suy nghĩ kỹ càng đã đưa ra quyết định, thậm chí khá liều lĩnh khi đầu tư. Ngày nay bạn cũng nên kiềm chế bản thân, chớ nên vì nóng giận nhất thời mà buông ra những lời làm tổn thương người ở bên cạnh mình. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, dễ gặp bất lợi do thị phi bủa vây, tiểu nhân vận tăng cao. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, cần phải giữ được sự bình tĩnh thì mới có thể làm việc sáng suốt. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, kế hoạch tiền bạc có thể đi sai hướng chỉ vì quá chủ quan. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, có nhiều vấn đề nảy sinh, cần suy nghĩ kỹ càng rồi hãy đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, chớ nên vì nóng giận mà làm tổn thương người bên cạnh mình. Con số may mắn 2, 4. Giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường trắng, đen, quý nhân phù trợ Mùi, Mão, Dần. Đánh giá tử vi ngày 23 tháng 5 năm 2023 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Tuổi Sửu, Mùi, Thân. Con giáp nào vướng nhiều rắc rối nhất? Tuổi Dần, Hợi. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt, chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Ngày Tốt nhé!